Nếu như người gác cổng của bạn, đó chính là ý thức của bạn, đồng ý để đưa những nguyên liệu thấp kém vào nhà máy sản xuất của bạn. Ví dụ như những tin tức về hè, những tin tức không có thật, những chuyện bolo ba la phủ phiếm vô giá trị, những mối quan hệ kém chất lượng, và cả ngày là những cái chuyện hoàn toàn không có một chút nào để cải thiện năng lực, cải thiện tri thức, cải thiện giá trị của bạn. Và người gác cổng là ý thức của bạn, cho tất cả thứ nguyên liệu thấp kém đấy đi qua và vào nhà máy tiềm thức của bạn để sản xuất. Vậy thì một cái quá trình như vậy, sau 3 tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 3 năm, thì cái chất lượng con người bạn sẽ hình thành như thế nào? Thì tiềm thức sẽ sản xuất ra đúng cái thứ nguyên liệu mà bạn đưa vào. Bởi vậy ở chức năng này, chúng ta mới thấy rõ là ý thức của chúng ta là người gác cổng. Và người gác cổng này đưa vào chúng ta những cái thứ nguyên liệu tốt thì sẽ tạo ra chất lượng sản phẩm tốt. Nghĩa là những nguyên liệu, chất liệu về cuộc sống, những tri thức, những kinh nghiệm, những khả năng cuộc sống mà người gác cổng là ý thức của chúng ta đồng ý đưa vào chúng ta thì sẽ giúp chúng ta trong tương lai sẽ trở thành con người đầy giá trị, đầy khả năng, đầy bản lĩnh. Còn nếu như ý thức là người gác cổng của chúng ta đưa vào chúng ta những nguyên liệu thấp kém thì trong tương lai sẽ biến chúng ta trở thành những con người thấp kém, yếu kém về năng lực, không có những khả năng để giải quyết vấn đề, không có tri thức để có thể nhận thức được đúng sai trong cuộc sống. Đây là một trong những chức năng cực kỳ quan trọng, sự phối hợp cực kỳ quan trọng giữa chức năng ý thức và tiềm thức. Và có nhiều cuốn sách nói về ý thức và tiềm thức. Họ cũng hình dung như là ý thức như một người thuyền trưởng, còn tiềm thức là toàn bộ thủy thủ đoàn. Ví dụ, bạn thấy một chiến hạm đấy hình dung là cơ thể của bạn. Và chiến hạm đấy to lớn, uy lực đến đâu thì cũng chịu sự chỉ huy của một mình vị thuyền trưởng. Và vị thuyền trưởng đó muốn hướng con tàu đi hướng nào, đi đâu là quyết định hoàn toàn vào vị thuyền trưởng đó. Còn toàn bộ thủy thủ đoàn, toàn bộ con tàu với sức mạnh nguồn lực khủng khiếp như vậy sẽ nghe lời duy nhất vị thuyền trưởng. Bởi vậy, vị thuyền trưởng có thể hướng con tàu ra đại dương để có thể vượt qua phong bão bão táp đến những bến bờ hạnh phúc, thành công. Hoặc là vị thuyền trưởng đó cũng có thể dẫn con tàu đâm vào núi băng và có thể hủy hoại toàn bộ con tàu. Đấy là cái sự hình dung. Hay là cũng có cuốn sách hình dung rằng tiềm thức là một khu vườn màu mỡ, mảnh đất màu mỡ. Và ý thức thì là người gì? Là người làm vườn gieo hạt. Là người làm vườn gieo hạt lên những khu vườn đó. Và người làm vườn này gieo những hạt táo thì nó sẽ ra cây táo. Còn gieo những hạt gai thì nó sẽ ra cây gai. Vậy các bạn sẽ đã thấy rõ cái sự hình tượng giữa việc gì? Ý thức của bạn là người gác cổng. Tiềm thức của bạn là nhà máy sản xuất. Ý thức của bạn là người làm vườn. Và tiềm thức của bạn là một mảnh đất màu mỡ, mảnh vườn màu mỡ để sẵn sàng nở ra, sinh sôi, dưỡng nuôi bất cứ hạt gì mà bạn gieo vào. Nên, bạn muốn bạn trở thành con người có chất lượng như thế nào? Có những khả năng ra sao? Có những giá trị như thế nào? Nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc gì? Người gác cổng của bạn ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay, muốn bạn trở thành con người như thế nào trong tương lai thì ngày hôm nay bắt đầu, một là duy trì những thứ nguyên liệu đã tốt sẵn có bạn đưa vào từ trước đến nay để tiếp tục duy trì trở thành con người tốt hơn, giá trị hơn, nhiều khả năng hơn. Hoặc là nếu từ trước đến nay bạn đã vô tình không biết đưa vào mình những cái thứ nguyên liệu thấp kém để biến con người của mình trở thành con người ít giá trị, ít khả năng, thiếu tự tin trong cuộc sống, thì từ ngày hôm nay bạn muốn chất lượng con người của bạn trong nay mai nó phải trở thành một con người hoàn toàn khác thì nó dựa hoàn toàn vào việc bạn đưa vào nguyên liệu gì bắt đầu từ ngày hôm nay. Đấy là hai chức năng giữa ý thức và tiềm thức. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu hơn vào tầng ẩn dưới nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Phần trên chúng ta đã chia sẻ với nhau về chức năng và nguyên lý hoạt động của ý thức và tiềm thức, và hai bộ phận này gắn kết với nhau thành một cấu phần tạo nên sức mạnh như thế nào.
Phần tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về riêng nguyên lý vận hành của tiềm thức. Và rất nhiều tài liệu cho biết rằng ý thức và tiềm thức của chúng ta, mỗi một bộ phận có quyền năng chỉ đạo riêng với cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là ý thức thì có quyền năng chỉ đạo của cơ thể chúng ta hành động từ 5 đến 10%. Còn tiềm thức thì có cái quyền năng chỉ đạo vận hành cơ thể chúng ta từ 90 đến 95%. Như vậy thì các bạn sẽ thấy ngay trong cái cuộc đấu trí để thúc đẩy bản thân có thể làm hay không làm việc này, mỗi khi cần ra quyết định thì phần nào sẽ thắng các bạn? Phần tiềm thức sẽ thắng. Phần tiềm thức sẽ thắng. Bởi vì tiềm thức có quyền năng chỉ đạo những 90 đến 95% con người hành động của mình. Còn ý thức chỉ chiếm từ 5 đến 10% mà thôi. Để tôi chứng minh điều này cho bạn thấy. Ví dụ, bạn có thể xem một bộ phim nào đó về Rambo, một bộ phim nào đó về động lực, về tập thể hình rất là đẹp. Và bỗng nhiên bạn nghĩ rằng là mình cũng cần phải có thể hình như vậy, mình cũng cần có sức khỏe như vậy. Và xem xong bộ phim, bạn thấy rất hào hứng. Và bạn bắt đầu đặt đồng hồ là 5 giờ sáng hôm sau, mình sẽ dậy tập thể dục. Đúng ạ. Rồi sáng hôm sau, 5 giờ sáng, đồng hồ bắt đầu tít tít tít, tít tít tít. Hành động của bạn là gì? Tôi đã hỏi câu này với hàng trăm học viên, thậm chí là hàng nghìn học viên. Và 99% đều cho biết rằng với tay tắt đồng hồ. Ví dụ này cho bạn thấy rõ điều gì đã xảy ra vậy, cái gì đã thắng trong cuộc chiến này vậy. Tối hôm trước thì ý thức của bạn mong muốn rằng bạn có một body đẹp, bạn có một sức khỏe tốt. Nhưng sáng hôm sau khi bắt đầu đưa ra quyết định có dậy hay không dậy, thì hai phần giữa ý thức và tiềm thức bắt đầu gì? Mâu thuẫn, bắt đầu đánh nhau để ra quyết định. Và cuối cùng phần tiềm thức đã thắng. Nó thắng bằng biểu hiện, bằng hành động nào? Bạn đã giơ tay để tắt cái đồng hồ đi, để bạn ngủ tiếp. Vậy chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu vì sao tiềm thức lại ra những cái quyết định như vậy.